Thưa quý vị, chương trình truyền hình trên kênh 7 tối nay gồm có những tiết mục sau: 19 giờ chương trình bí mật gia đình, 19 giờ 30 phút bé khỏe bé ngoan, 19 giờ 50 phút tin thế giới, 20 giờ chương trình chung sức, 21 giờ ký sự Amazon, 21 giờ 10 phút phim truyện tối thứ ba, phim truyện Ý cú đáp phạt cuối cùng, 22 giờ tin trong nước, 22 giờ 20 phút phim truyện tối thứ ba tiếp theo, 23 giờ 30 phút tin cuối ngày, tin thế giới, tin thể thao, 23 giờ 50 phút chương trình Tôi và Chúng Ta. Chương trình rạng sáng ngày 5 tháng 9 gồm có những tiết mục sau đây: 0 giờ 30 phút chiếu phim phim truyện Trung Quốc Đại Phương Nhuộm tập 16, 1 giờ 30 phút câu lạc bộ thể thao nữ thế giới, 2 giờ thời trang và cuộc sống, 2 giờ 30 phút phim truyện Việt Nam những năm tháng đã qua tập 5, 3 giờ 30 phút ca nhạc dân tộc giai điệu quê hương, 4 giờ khám phá cứu hộ khi thời gian tính bằng giây. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình.